Rồi ra đi. Tính ra rồi. Tất cả là chúng ta hãy vì nhau, vì tương lai của con em chúng ta. Không đem xong chưa? Có 500 đâu nè. Đấy, tao mới vào phòng như mày bảo tao. Tao dọn của mày nó chết. Mới hả? Không có 500 đâu, hết nãy giờ tao làm. Nó có tiền có đòi shipper nữa không? Mẹ 40 rồi. Ngồi trước kia đi cho mẹ 40. Có đặt lò shipper không? Con bé quan của mẹ 2 triệu. Trước khi đi con gái đưa mẹ 40 mà đòi lấy đâu 2 triệu. Con thương mẹ quá con ạ. Rồi đến dạy hôm nay không. Mình nhau xa nhau rồi đó. Xa nhau 2 tháng đấy, không ít đâu. Cố gắng trong 2 tháng đó thay đổi bản thân mình, học tập cho nó thật tốt. Đấy sẽ là cái phần thưởng giá trị để cho mẹ con. Đây này em ạ. Rồi đi đi, trễ rồi. Rồi. Ôm nhau đi. Ôm nhau gái. Chẳng thể hơi ngại ngần gì nữa. Thấy không? Thôi để ba xách ra cho. Con đây. Bố không đem này theo không? Không. Bản thân ơi, nhân số sinh ra chung mình. Thôi ôm ba mẹ gái đi. Ôm đi. Mẹ có điều gì dặn dò không? Dặn dò con gái đi. Mẹ đến học tới nơi được. Mẹ đi đây rồi. Mẹ đi rồi. Đi du học. Thôi nói chung là bây giờ thì cũng là một cái chặng đường mới rồi. Hy vọng rằng là trong thời gian đi về ngoài Hà Nội thì mọi thứ sẽ thay đổi tích cực hơn về tính cách, về nề nếp, cũng như là điều quan trọng nhất là biết đọc biết viết. Hy vọng là mọi người chúng ta cùng nhau trao động lực để cho cô bé của chúng ta sẽ càng ngày càng trưởng thành hơn nha. Bây giờ thì tôi phải làm tài xế đây. Yes, go. Ok. Lần này là không phải là chỉ chú Hùng nữa mà là cả còn cả chị hai nữa đó. Rồi, chịu mi đi du học không? Mi đi du học không? Mi đi du học không rồi? Mi đi du học quá tháng rồi, 2 tháng rồi. Mốt chị hai về. Gặp nhau rồi thật khói liền. Mốt chị hai về. Đi với Hùng luôn hả? Có đi với Hùng không? Đi với Hùng gần đầu. Đi học hả? Đi học luôn hả? Đi học luôn hả? Cả nhà với ba đi. Đây, mốt gì hai về. Chết rồi, chết rồi. Còn này sao đây? Mốt mẹ con mình đi. Đi. Rồi, đi. Đi lên xe. Mốt này Phùng nhắc ở đâu anh? Anh không? Đây. Cái này cho anh tâm. Em ơi, em đây. Rồi xong, ẩm rồi Tâm ơi. Đây. Xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại bây giờ thì hai cha con của mình thì đang có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và hôm nay là chính thức là đưa con gái mình đi du học ha. Một thành phố khá là xa với Việt Nam, vâng, thủ đô Hà Nội. cảm xúc con gái. Cảm xúc. Con mình nó đang rất vui sướng đấy. Nhiều người đang nhìn nó bây giờ. Mình lớn rồi, bây giờ mình ok, và bây giờ thì
Bây giờ thì chúng tôi sẽ mang hành lý đi ký gửi. Ở đây thì có cả gia đình của cô giáo nữa nhưng mà không muốn xuất hiện ở trên mạng xã hội. Nên là hôm nay mình sẽ có những hình ảnh của hai cha con đồng hành trong cái chuyến đi ra ngoài Hà Nội. Thì mong mọi người chúng ta cùng nhau dõi bước chân và chúc cho cô gái của chúng ta sẽ ngày càng trưởng thành hơn nha. Chào mọi người đây. Vâng. Chúng tôi đã bay khá nhiều lần rồi mà không hiểu sao hôm nay người ta bắt đem hành lý đi ký gửi. Mặc dù là hai vali đều chưa đến 7 kg. Là mọi người biết là cái chuyến du học này nó có hơi vẻ vất vả. Nào con gái ơi, chuẩn bị. Rồi, bây giờ chúng tôi sẽ cùng nhau vào bên trong để... Nhìn mặt nó dài chắc như thế này. 9 tuổi. Trời, tôi đi đôi dép có nhiêu đây mà nó đi đôi quả cáo đây mọi người. Đây nè, đâu. Đây đó. Không. Thử ông có đôi dép cho ông đó tôi. Đấy là nó đi quả cáo khắp cái sân bay mọi người. Trong khi tôi 1m8. Đấy, cái con này. Quên chứ. Đấy, bây giờ chúng tôi sẽ cùng nhau vào nha. Em đưa nó đi du học. Du học ở Hà Nội. Mấy giờ? 1 giờ. Dạ. Đưa con đi du học. Mọi người ơi, con này nó vừa nó ra nó đã xã giao được. Không, sống quá thầy chú thấy đầu hói không? Mới ba mấy tuổi đâu nói hơn. Là hỏi chị lấy băng. Mày hỏi cái gì? Rồi chúng ta phải vào bên trong này mọi người. Chị thấy ba. Ê, tào lao quá. Thấy ba em xấu không? Mấy con này, tào lao thật chứ. Mày làm tao quê thế. Thôi tao tắt máy đây. Ủa ba biết quê hả? Tao quay màn hình lại ghi vật chứng mày nói xấu tao này. Đứng một xe đã. Căng phải. Lùng chú, thấy chú lùng của ba cọc. Ui. Trời ơi, mày sắp đi du học mà mày. Không rồi, đây, không rồi. 200 hả chị? 250. Mệt tào lao quá, trời ơi mọi người, nó gì nó đi quảng cáo. Nó đi, nó nói xấu tôi khắp sân bay mọi người ơi. Không biết. Trời ơi, nó gì nói xấu tôi khắp sân bay. Vâng, kính thưa mọi người, sau khi chúng tôi gửi hành lý xong, con My nó kêu là cái vali của tôi nó ít lắm, nó có cái gì đâu mà mẹ tôi sẵn cho tôi có tí đâu. Và kết quả là khi cân lên là 17 kg. Nó quá mẹ 10 kg so với việc mang lên máy bay. Mẹ cũng mới hiểu cho con gái người ta. Mày phải hiểu. Một cái đồ trong mình mặc hoài 6 tháng đúng không? Mình cũng mới đem gần 50 cái. Đây, cửa mình ở trên đây mà con. Đây, 50 cái đồ trong, 50 cái áo trong, đó, hết hả? Có vài cái lọt he nữa. Cái khúc này thì mình xin lỗi nha, mình không biết nó nằm trong cái vali của nó không? Nói là mình chỉ nghe nó kể là bác yên tâm, hành lý của con nó có nhiều đâu, con đi du học mà ba lại cứ yên tâm. Đấy. Của con là chưa đến 7 kg đâu, ba yên tâm xách tay được. 17 kg. Cuối cùng là cân lên 17 kg. Nó lại phóng đại cái số ký của nó lên rất là ít. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ cùng nhau đi vào cửa số 6. Hôm nay cha con tôi sẽ làm vlog đưa con tôi đi du học. Nhà cô giáo là lên trước rồi. Úi giời. Háo hức không con? Chuẩn bị trở thành Việt Kiều rồi. Lên trên trắng thì ok. Trắng mà. Đâu, hả? Kéo cái vớ lên cho mọi người xem này. Đâu phải vớ. Ui giời. Ui giời. Chân với con. Ui giời. Ui giời. Ok, bây giờ chúng tôi sẽ cùng đi nhờ. Đi vào bên trong nha. Ủa, chứ thằng hả? Chưa. Thì nó không tới lượt mình. Mình là cửa số 6, mày tìm đi. Cửa số 6 đâu? Thì tìm đi, tìm kia, nhìn số số. Nhưng mà có thấy đâu mà tìm. Đúng không? Nó nhỏ thôi. Sân bay là nhà mày chắc mi. Nhà con mà, con mới mua thôi đó. Sorry mọi người nha, mình... Thế vậy tao không quay vlog. 12
khúc này đem đến quê chết. 12. À, mày nó nhỏ thôi mi. 12. Mày nó nhỏ thôi. Nhu chết bầm. Ngày ơi, nó vào sân bay mà nó làm như nhà nó. Giờ kìa, 1-11 kìa kìa. Ủa? Nó nhỏ thôi. Sao bự quá à? Hả? Sân bay mà làm như toilet nhà mày mà kêu nó không bự. Cái này thì ông khơi cho tôi ở đây. Ôi. Tao nghĩ rằng là... Ông mua trái cây ăn. Còn sầu riêng đó. Tao nghe kể. Xài à? Ui, mày làm tao mệt mỏi quá mày ạ. Con cái xài bực cho ba. Xài tiếng Anh là gì? Banana. Mệt. Apple. Con này đúng là học sinh. Đúng là Việt. Đúng là Việt kiều du học mọi người. Vâng, xài là banana. Còn cái gì? Trái thơm là gì? Trái thơm là bindi. 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 Mọi người có thể dịch ra tiếng Ấn Độ nha. Pinche, pinche. À, trái sầu riêng. Sầu riêng. Phụ phụ. Ăn xong tại là... Tại vì ăn xong rồi là... Ăn xong là phụ phụ. Sao mày cứ nắm tay áo tao chi vậy? Mày nắm áo tao chi vậy? Không, lỡ có người nặng một túi ăn tôi bảo vệ. Gì nữa? Không nhận mọi tay. Trái trái dưa hấu. Dưa hấu. Chào, chà, chà, chà. Mày ơi, chẳng cái sân bay này. Mày làm tao quê thật sự luôn. Mày đang ướt. Chắc mày đang ướt. Không, nếu tôi đủ xài. Đâu rồi, nhà cô giáo đâu rồi? Khi nào con trẻ người không đi học. Mày gọi cho cô giáo đi. Vâng, bây giờ thì hai cha con tôi đã ngồi trên máy bay. Cái cảm giác này nó có khác lần trước so với lại cái việc mà mình về Hà Nội không con? Cái hồi mà mình về tháng 5 á. Cảm giác cái hồi tháng 5 là về mình đi sự kiện. Và lúc đó cha con mình mới đồng hành với nhau được 2 tháng rồi. Còn bây giờ là coi như là gần 1 năm rồi. Thì con lên máy bay được này về với tinh thần là đi du học. Thì nó khác gì so với lần trước? Như mọi người thấy thì tôi thì cố gắng đặt ra câu hỏi để nó trả lời một cách nó vui tươi, ấm áp. Thì nó lại đáp lại với cha nó bằng 2 câu bình thường thôi. Con có thể nói một điều gì đó với mọi người không? Thì mới nói gì kìa? Sau khi tắt điện thoại này có thể tôi sẽ đấm cho nó vạch. Sao lại đánh nhờ? Tại vì ba đặt câu hỏi rất nhiều mà con lại không có một cái gì để. Nhưng mà giờ con ngủ. Cái gì? Con ngủ. Con ơi, chúng ta nên giao lưu một xíu. Tại vì con đi du học khá lâu. Thời gian để chúng ta có thể mà trò chuyện như thế này không ít. Không, con thấy chị đó xinh dễ hơn. Giờ bảo kêu chị đó lại hỏi con đi. Con cứ trả lời. Con làm nhục ba suốt cái quãng đường mà đi gửi hành lý. Đến bây giờ lên máy bay rồi mà con vẫn còn muốn làm nhục ba. Thấy không, người ta chơi bay đầu hơi, tao mới giữ rồi. Rồi, bây giờ con về bên nhà cô giáo. Thì buổi tối ba sẽ cho con thời gian 10-15 phút để con lên live stream BK với ba nói chuyện với mọi người. Để mỗi ngày mọi người theo dõi coi cái hoạt động sinh sống của con, sinh hoạt, học tập như nào. Ok, nên là con chuẩn bị tinh thần nha. Mỗi lần xuất hiện cho con coi phim con đi ngủ hả? Trên máy bay ai cho con mở wifi mà con coi? Thế con coi bằng cái gì? Là sao? Giống như là đi ngủ cái gì ba bấm điện thoại ba mới ngủ đúng không? Tùy lúc con có lúc ba mệt quá ba ngủ luôn. Ừ, đó con cũng giống như giống mẹ. Thì ba cũng phải cho con giống mẹ. Rồi. Đồ thoát hiểm sao? Cửa thoát hiểm như làm gì có mở ta? Là sao? Nó cho ba chúng ta xuống dưới. Nó cho mà cả mấy người xuống dưới, cả nhà mình xuống dưới bây giờ. Cấm bay luôn. Cấm bay tính tiếng luôn bây giờ, mồm mày nói lên kia. Tại sao? À, đó là chỉ là trường hợp khẩn cấp, máy bay nó có vấn đề gì thì mới như thế. Chứ đang bay yên lành, mày đòi mở cửa thoát hiểm, mày ra đó mình ngắm trăng à? Buổi sáng không có trăng. À, đợi đêm đi. Không, giờ mình bay lên cao, cái mình mở cửa thoát hiểm, mình xuống đó mình ngồi mình coi mai. Chứ thì tới giờ chưa đụng tới mai. Từ đó giờ chưa đụng mai. Đụng mai là sao? Mỹ. Mai. Mây mà ta nghe mai, mày ở bố thì... Ba nghe mai tên gì ạ? Mai tên gì? Ta tưởng mày nói bộ phim mai mà nãy giờ ta cứ nghe mày mây mây mà... Con muốn đi coi bộ phim mai. Mai 16 mày không coi được con ạ. Nhưng mà cô đòi nhẫn không đi á.
Cô, à, đó là Mai Bình Dương chứ vậy Mai của Trấn Thành. Cái mấy con chưa đỡ tới lấy gì chưa? À, đó Mai Mai Bình Dương thôi. Không, cô dẫn mày đi xem phim phở, đào và piano. Phim đó là phim mình xem được. Phim đó nói về cái tinh thần yêu nước. Nào, tình yêu mất đi không thể chết được, nhưng mà mất nước là mất hết. Đây là mình phải đi xem bộ phim đó. Ủa nhưng mà chưa mất nước mà lấy gì chết? Cái bộ phim nó phản ánh cho chúng ta nghe về cái góc hàn văn học lịch sử. Nhưng mà mình chưa... Nó nhỏ thôi, 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 sao mà đá rồi, rồi. Nhưng mà mình chưa mất nước lấy gì mình nói được. Ê, tụi vợ. Đeo dây an toàn vào. Chuẩn bị để chế độ máy bay nha. Ok mọi người, tôi nghe nói ở ngoài Hà Nội bây giờ đang rất là lạnh. Không, không có lạnh đâu. Mưa phùn rồi 16 độ gì không, đó. Không, nhưng mà giờ có ướt bên này lạnh đó. Nó lạnh khoảng 5 độ. 5 độ là mày với tao nói chuyện với nhau mà không hở răng đó. Con. Mày tao mát hơn. Mày hâm mà càng nhiệt độ càng thấp thì nó càng lạnh. Mát đâu mà mát. Đây cái chuyến bay này chắc nhiều đông đó. Cái khoang xe, cái khoang nó rộng quá trời, chắc phải mấy trăm khách. Ok, bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng nhau khởi hành nha. Hy vọng sẽ có một cái chuyến đi thật là nhiều niềm vui. Đợt này mình ra Hà Nội ra có ngày thôi, nên là cũng không có nhiều thời gian để gặp gỡ tất cả mọi người. Mong mọi người cũng thông cảm ha. Hy vọng lần sau ra thăm con gái thì lúc đó sẽ có thời gian để gặp gỡ mọi người nhiều hơn. Hy vọng là con gái mình về nó sẽ có thời gian để thay đổi. Đây mọi người thấy không, bây giờ nhìn con mình nó khác xưa rồi. Tay chân bây giờ đeo toàn 5 ly 4 và 6 ly 3 này. Con đây cho flex trang sức của con cho mọi người xíu. Nói thuyết trình. Nhẫn này 5 triệu. Nhẫn này không đồng. Cái này cũng không đồng. Thôi mình phải cái nói. Cái bông có tiền. Mình phải nói đúng sự thật cho con, vàng thì của mình có giá trị làm gì có cái vàng cái nào mà không đồng. Cái này tặng mà. À rồi ok, còn cái này tự mua. Còn lắc bà nội tặng. Không mẹ tặng. Rồi, mà okay. Cái lắc kia mẹ lấy lại. Thế còn cái đồng hồ ba tặng cho con xong trả cho con đeo nữa nhỉ? Dạ con cắt rồi. À, con đeo được đúng vài lần xong rồi con mất tiêu luôn. Công nhận là con cũng rất là biết thưởng hưởng thụ những cái món quà tuyệt vời đấy. Đó, ok mọi người nha, bây giờ chúng tôi sẽ cùng nhau get go đây. Chúc mọi người chúng ta một ngày thật là nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Happy night đây. Ôi trời, bắt đầu dùng Phật giá giá sổ giá giá đâu. Xin quý khách lưu ý cài dây an toàn. Sao mày hỏi nhiều thế con? Thẳng lưng ghế, gập bàn ghế phía trước. Hỏi cái gì hỏi đi, tao trả lời cho. Và không sử dụng phòng vệ sinh trong suốt thời gian mở này. Cửa hốc hiểm nha. Là nó có đóng cửa luôn. Ladies and gentlemen. Ý là đang bay hay là đang dừng? Đang bay. À, đang bay mà mày mở cửa tắt điểm ra thì mày bay luôn cả người mày ra ngoài. Còn đang ở dưới biển. Đang ở dưới biển mà mày mở được cửa tắt điểm ra thì mày là làng tiên ca hoặc mày là yêu quái. Nó có phạt không? Nó không phạt đâu, nó cho mày ngồi song sắt. Có phạt. Thì đây, nó phạt mày 20 tỷ. Cất giữ cẩn thận và nghiêm cấm sạc pin trong suốt chuyến bay. Nghiêm cấm sạc pin trong suốt chuyến bay. Cái tớ thì giờ tháo nè. Vừa mới cắm vô mọi người. Nhưng mà tại sao mà phía bên bay nè nó nhỏ nhỏ vậy? Biết sao nó nhỏ? Tại nó không to. Không to chứ. Thì ý là xem coi. Không to nhưng mà mặt cũng đẹp. Ui giời ơi, chắc mình mặt mặt đẹp. Mặt tao không hơi bị đẹp luôn. Ê, mũi không được. Đúng rồi, thì mũi, mặt tao phải có mũi chứ. Không, mặt tao có mấy mụn da đầu đen thôi. Tất nhiên phải có chứ mày. Con thì đen rồi. Mặt mày nó dày quá, mụn nữa. Ui giời ơi, cả một cục to. Quá trời luôn cả. Tuổi chứng hình rồi. Tuổi chứng hình. Người ta bảo tuổi dậy thì nó quất giờ. Nó quất cho tuổi trưởng thành. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Nè tư tư. Thấy không? Mẹ ơi. Giời bay rồi. Sự là rất đau đầu. Let's go. Con nói gì? Thôi nè. Không đi con gì thì vô nữa. Diễn cảnh ngày mai đang ngồi trên ô tô Mỹ chạy làm sao? Tao phải về Sài Gòn để tao còn làm việc làm ăn. Không được, đi cho tôi về đi.
Cậu cháu nên là để cho tôi đi. Nên để nay đi thì cô đi. Ông bắt tôi rồi. Tôi đi đi đâu? Ông phải ở đây đi chơi. Ông phải ở đây đi chơi đi. Ta lạnh mày luôn á. Nhưng ông phải ở đây đi chơi. Thôi tắt máy, tắt tắt chế độ máy bay đi. Đại gia, đại gia. Mì dưới mặt đất 15k không ăn, lên máy bay 60. Đại gia. Không, lại mình mua. Không gọi mình mua. Ê, còn kẹo chip chip 150 nữa. Không, kẹo chip chip 1.9. 1.9. Ngon quá. Đây, giờ con chỉ cho anh nha. Nếu không phải lên máy bay á, ta ăn và kiếm cái tô bông cần kiếm. Ta nhìn con thôi. Nè. Được cái tô để mày ăn hả? Ờ. Tiếng lỡ không? Không, bà tin là giờ nó đổ hay không? Đâu ăn đi, không đổ. Nhưng mà có nước mà nó sẽ chảy ra. Không. Chúng tôi xin hân hạnh. Không nha, đây nè. Các mặt hàng hình điểm độc đáo. À, ok. Chỉ có trên chuyến bay Vietjet. Như túi sách, áo, nguyên cái tô nó không ăn. Đặc biệt mô hình máy bay, quý khách vui lòng tham khảo danh mục hàng hóa được đặt từ trước. Nghe nó ngon mà đắng cay. Ladies and gentlemen, we are pleased to introduce new and unique souvenirs only available on Vietjet flights, including bags, t-shirts, hats, very special airplane models, and more. Please refer to the list of items in the seat of the plane. Này bé, chắc qua năm giàu. Đâu? Bởi vậy mình mua máy bay đi. Mời nó ăn cho nó ăn đi. Con, sau khi ăn xong là phải đánh tròn nữa hả? À. Sao vậy? Anh để. Rồi con lên máy bay con nằm buồn ngủ mà. Tròn đẹp đi ngủ. Rồi ok mọi người, tô phở, à, tô mì 60 ngàn nó kêu nó ăn hết không còn một cái gì, và đây là kết quả đấy. Vẫn còn nước thì con húp đi. Húp hết đi, húp hết nước đi. 60 ngàn lận mà. Húp hết nước đi. Rồi con lấy bà lại 600 luôn rồi. Sau khi ăn tô mì 60 rồi, đi đi ẻ con. Đi ẻ sao? Tôi lét á. Con đang chó cùng cầu á. Nó cứ mày đang xả trên không chứ mày có phải xả dưới mặt đất đâu. Nó phải kêu to chứ. Nó kêu phọt. Tại sao? Nó hít xuống dưới. Ở là nó chảy. Chạy đâu? Nó chạy. Hai cái đứa này đi ra chỗ khác. Vậy nó chạy đâu? Rơi vào đầu mày. Những người. Những người đi rồi, được. Rồi từ trên máy bay rơi xuống. Ơi. Xong rồi nó hòa trộn với không khí với mây nó tiêu tan. Sao dơ vậy? Không phải đâu con. Không phải. Nó có kính đựng mà. Giống như cái bồn tiêu chứa tức của mày. Không có ỉa đâu, con chỉ đi gái rồi. Ê, mọi người nha, nó đã đi vệ sinh xong cái gọi là tô mì. Sao mà mình không ngồi vé VIP đi? Hãng thương gia hả? À. Ok, mày. Cho con ngồi hả? Tao đang ngồi hạng mẹ thương binh lên mày. Đi, giờ chị có hẹn ra không? Lên đi con, thêm 10 triệu nữa. Thêm tiền thôi à? Thêm 10 triệu. Lên ngồi cho biết. Đi không hả? Đi. Em đưa thẻ em đây. Mày đúng là biết cách. Em đưa thẻ mày đúng là biết cách, cái thưởng thụ đấy. Coi, phải ông Hùng đưa thẻ không mới đi được không? Không bắt từ đây đi, đi sau tí nữa bảo ra thu của ông này là đúng. À đúng rồi. Nhưng mà giờ kêu ông đưa tiền trước đi. Tối hôm qua nó còn bảo chị là nó sẽ lấy trộm kim cương của em xong để nó bán đi cho chị. Tao đúng là có đứa con có hiếu. Tao có đứa con có hiếu đó. Yeah. Yeah.
tao mới nằm xíu tao đau hết cả cổ. Sao sao tao cầm điện thoại nữa thì mày không khóc nữa. Trời ơi, giọt nước mắt chảy ngược. Trời ơi, mới bay được nửa đoạn đường còn nhớ mẹ qua. Còn nhớ mẹ qua sáng nay mẹ con vô tình bị chó cắn phát đít phải đi tiêm. Ơi mẹ gì ơi. Chạy xuống, nhảy xuống còn kịp. Đi du học mới lên máy bay được nửa đoạn đường mà giờ nó thầy nhảy xuống rồi đó mọi người. Tao muốn đi ở đâu? Mày xin vui thôi. Chưa thú gì. Bây giờ bao nhiêu người nhìn mày luôn á. Yeah, chào con tôi đã đáp xuống máy bay. À quên, đáp xuống sân bay. No, why? Sao vậy con? Con bị ép tim à? Bây giờ lên xin phi công quay lại Sài Gòn đó. Đi đi. Đi Sài Gòn luôn. Đi Sài Gòn cho mẹ lên đi. Hiện tại hai cha con tôi đã xuống sân bay và nhiệt độ bây giờ đang là 14 độ. Và cảm giác của con gái giờ thấy lạnh không? Không. Trời ơi. Mày chịu lạnh hay thật đấy, ta xuống ta đang ở trong sân bay mà ta thấy lạnh, ra ngoài chắc là lạnh ơi là lạnh. Nó không lạnh. Đứng đây có lạnh. Lạnh. Ui, đứng ở trong đây mà còn thấy lạnh luôn ạ. Ngày xưa lúc mà ba chưa vào trong Sài Gòn đó là ba chịu lạnh cực kỳ giỏi, mùa mà con lạnh là ba còn tắm nước lạnh được luôn. Nhưng mà từ ngày vào đây ở thời gian ngày giờ chỉ chịu được nóng thôi chứ lại không chịu được lạnh nữa. Con thì chịu nóng lạnh bình thường. Mày thì đẳng cấp thế giới này. Đời con trải rồi. Đời con trải là nghe đấy. Nghe nó cứ như kiểu là giờ chỉ chưa có cai sữa mẹ thôi. Ôi trời. Mọi người vừa nghe nó nói không, nó chưa cai sữa mẹ được. Vậy là chứng tỏ là ở với chị Nhi là thèm sữa nên nãy giờ cứ đòi về Sài Gòn là do thèm sữa. Nãy giờ nó cứ đòi về Sài Gòn thèm sữa. Ôi nhớ mẹ quá hả? Nhớ mẹ đấy. Nhớ Sài Gòn đấy. Thế mai mốt ba vào có nhớ ba không con? Không. Thế sao mày kêu tao ở lại với mày 60 ngày chi? Ba lại đây rồi còn nhớ. Không có lại mà kêu nhớ hư. Ba phải vào bay cày quốc chứ con. Lạnh thật đấy. Nó mát quá à. Ui buốt cái đầu luôn á. Thôi bây giờ chúng tôi sẽ cùng nhau lên xe và về nhà cô giáo. Bây giờ anh trai ruột của tôi sẽ ra sân bay đón. Chắc là có cả Cherry nữa. Get go. Thôi. Ok, chúng tôi đã cùng nhau lên xe nha. Hôm nay thì đã được gọi như là Quang Thành Auto đi đón. Cherry là mới ngủ dậy. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau lên đường về đây. Let's go.